mọi người, lại là Thanh đây. Hôm nay Thanh sẽ quay lại giới thiệu với mọi người một cái sản phẩm mà Thanh nghĩ là sẽ rất cần cho các mẹ mà có các bé biếng ăn luôn. Thanh đưa gần cho mọi người xem nha. Centrum Kids, Thanh có làm một cái video về Centrum Kids dạng siro rồi. Giờ hôm nay Thanh giới thiệu với mọi người dạng Centrum Kids này là dạng kẹo nhai. Đây, bên ngoài vỏ là như thế này nè. Còn bên trong là cái lọ như thế này. Centrum Kids thì trước nay là một cái hãng chuyên môn sản xuất cái siro cho bé mà gọi là bé biếng ăn, bé kém hấp thu những cái mà vitamin từ thức ăn. Centrum Kids vitamin thì mà loại siro thì từ cho bé từ 6 tháng tới lớn, còn cái loại viên này là cho bé từ 3 tuổi. Thì nếu mà những bé mà thường các bé mà còn nhỏ thì còn chịu uống siro, còn những bé lớn thì cũng có bé chịu uống siro nhưng cũng có bé như là bé của Thanh thì lại không thích uống siro nữa. Thì nếu mà những bé mà giống như bé của Thanh thì các mẹ có thể bổ sung các bé qua cái đường viên nhai này. Đây là viên nhai chứ không gọi là kẹo dẻo, giống như Nestle có cái sản phẩm này á thì nó là kẹo dẻo. Nó là kẹo dẻo, còn cái viên nhai này thì nó giống như là cái của vitamin, cái canxi của Australian đó mọi người, là cái viên nhai á. Chứ nó không còn là cái kẹo dẻo nữa, nó cứng nhưng mà nó là vị ngọt và nó nhai được, ngậm tan được. Thì đây chính là cái dạng mà viên nhai, viên kẹo nhai được chứ không phải là kẹo mềm. Lát thì cũng nghe nó cứng cứng rồi đúng không? Đây, thì khi mà các bé mà biếng ăn, các bé ăn không đủ chất, đủ dinh dưỡng thì cái sản phẩm này nó sẽ bổ sung rất nhiều và đầy đủ cho bé. Ở trên Centrum Kids nó cũng có để là Complete from A to Zinc, một cách chơi chữ là một cái sản phẩm mà bổ sung hoàn hảo từ vitamin A tới zinc kẽm cho bé là Z. Ở dưới đây cũng có để một cái hàng này, đây là Fuels Nutritional Caps, là có thể mà lắp đầy cái tháp dinh dưỡng của bé nè. Immunity là ta là cái sức đề kháng của bé đó, là tăng cái sức đề kháng cho bé, hỗ trợ hệ miễn dịch cho bé. Healthy Eyes là bổ sung omega 3 để mà bổ sung cho mắt của bé. Nếu mà các bé biếng ăn thì các bạn thường biết là các bé biếng ăn sẽ không bao giờ ăn cá hoặc là ăn rất ít cá. Thì như thế đó, cái hàm lượng omega 3 đưa vào cơ thể bé rất là ít, thì cái sản phẩm này nó sẽ hỗ trợ đưa cái số lượng mà omega 3 còn thiếu còn lại vô cho cơ thể bé. Thì cái cuối cùng là healthy teeth, có nghĩa là giúp răng chắc khỏe mạnh. Các mẹ cũng biết là tầm 3 tuổi là cái lúc, cái thời gian để mà bé hoàn thiện cái hàm răng của bé. Ít nhất là bé lúc đó là cũng tầm tạm mọc răng. Đa số các bé sẽ mọc khoảng tầm 20 chiếc răng. Thì lúc đó là cái sản phẩm này nó sẽ hỗ trợ bổ sung canxi cho bé hả, mọc đầy đủ răng và chắc khỏe răng, hạn chế những cái chớm sâu răng từ ban đầu luôn. Thật ra thì mà có một cái nghiên cứu của bác sĩ đưa ra rằng á, các bé mà nếu sau 3 tuổi mới sâu răng, hoặc là càng xa càng tốt, nhưng mà ít nhất là sau 3 tuổi mới sâu răng thì cái bệnh sâu răng của bé sẽ cực kỳ nhẹ, sẽ gọi là gần như là có thể sau này khi bé thay răng sẽ chữa hết hoàn toàn, chứ không có bị mà những bé mà trước 3 tuổi mà bị sâu răng sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới lại răng của bé sau này. Thì đây là một cái sản phẩm mà bổ sung vitamin thiếu cho bé mỗi ngày nè, tăng sức đề kháng, bổ sung omega 3 cho mắt và bổ sung canxi cho răng bé chắc khỏe. Ở phía sau thì có, anh đưa gần cho mọi người xem nha. Ở phía sau đây là cái bảng vitamin và thành phần, anh sẽ đọc cho mọi người xem là ở đây có bao nhiêu vitamin và thành phần ha. Đầu tiên là vitamin A nè, vitamin D3, B5, B1, B2, B6, B12, biotin, folic acid, vitamin E, C, canxi, phosphor, magie, sắt, kẽm. Để Thanh đếm coi nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 vitamin và khoáng chất cho bé để mà có thể bổ sung một cái lượng mà vitamin mỗi ngày để mà cho bé không có bị thiếu vitamin. Đặc biệt nữa, cái Centrum Kids này á, bổ sung vitamin cho bị thiếu cho bé và còn kích thích bé ăn ngon hơn nữa bằng những cái vitamin và khoáng chất tự nhiên. Có nghĩa là những bé mà kén ăn á, sau một thời gian sử dụng cái này thầm, Thanh thấy là
tầm sau một thủ là bé có thay đổi rất là ổn luôn. Thật ra thì Thanh có tư vấn cho các mẹ có xài thì vừa hết một thủ thì các mẹ lại nhắn Thanh tiếp, là gửi tiếp cho các mẹ đi, tại vì các mẹ hiện tại là thấy bé đó có tiến triển tốt, bé ăn được nhiều hơn, uống sữa được nhiều hơn rồi. Thì Thanh khuyên mọi người là nếu mà bé mà ăn uống hơi kén ăn, hơi lười ăn thì chúng ta nên sử dụng cái sản phẩm này cho bé. Và nếu mà sử dụng cho bé mà các mẹ thấy là bé có tiến triển tốt á, thì mình có thể sử dụng cho bé là cái kiểu mà nếu ban đầu á, thì chúng ta có thể sử dụng liên tục 3 hộp cho bé cũng được. Nếu làm để Thanh coi coi, Thanh nhắc lại cho mọi người ha. Thì cái sản phẩm này á, là bé từ 3 tuổi mới sử dụng nha mọi người nha, và mỗi ngày là một viên. Thì một lọ này là 60 viên mà chúng ta sử dụng được từ 2 tháng. Thì nếu mà các bé mà ban đầu mà sử dụng được rồi á, chúng ta có thể mà sử dụng một lọ tới hai lọ cho bé, tối đa là 3 lọ, xong chúng ta chuyển qua. Lúc đó là Thanh nghĩ là các bé nó đã ăn uống được rất là ổn thỏa rồi. Nếu mà một thời gian dài các bé ăn uống đầy đủ thì các bé sẽ quen với việc ăn uống đó, sẽ không cần nhiều tới mà cái vitamin, bổ sung vitamin gì. Khi ăn uống đầy đủ á, thì vitamin cơ thể bé hấp thu đầy đủ rồi, không cần bổ sung thêm nữa. Thì tới lúc đó chúng ta không cần bổ sung thêm cái vitamin tổng hợp này nữa, mà chúng ta sẽ chuyển qua bổ sung những cái vitamin riêng lẻ, như là omega 3 riêng lẻ để mà bổ sung tuyến não cho bé, hoặc là canxi riêng lẻ để mà bổ sung cái hệ xương cho bé, phát triển hệ xương, răng, hoặc là có thể bổ sung những cái sản phẩm giống như là cái vitamin mà blue light này để mà hạn chế ánh sáng xanh của bé. Thì Thanh sẽ dành một cái video riêng nói về cái blue light này cho mọi người. Thì đây là cái sản phẩm mà giúp cho mà mắt của bé có một cái màng bảo vệ khi bé nhìn vào tivi, máy tính hoặc là điện thoại. Rồi nay cái sản phẩm này rất là cần cho bé của chúng ta luôn, tại vì các bé chúng ta bây giờ là tiếp xúc với cái màn hình nó sớm hơn chúng ta rất nhiều, nên cần bảo vệ mắt sớm nhất có thể để mà sau này không phải không có mà đeo kính. Thì cái sản phẩm này là dành cho bé từ 3 tuổi, và mỗi người mỗi ngày một viên, bổ sung vitamin và tăng đề kháng cho bé và chống biến ăn cho bé nữa. Thì mọi người có thể mà nếu mà mọi người cần thắc mắc gì thêm á, thì có thể mà liên hệ cho bên Thanh qua Facebook của Thanh là Thanh An, hoặc là nhắn comment trực tiếp với video này, hoặc là gọi điện nhắn tin Zalo cho Thanh như qua số điện thoại là 0769845698 để mà Thanh tư vấn nhiều hơn cho mọi người và hướng dẫn mọi người cách sử dụng và hiện tại là nên sử dụng như thế nào, kết hợp với những thứ gì nữa không, hoặc là sử dụng sao, ăn uống như thế nào á, thì Thanh sẽ tư vấn mọi người kỹ hơn và báo giá cho mọi người là hôm nay là báo giá tốt như thế nào. Thì Thanh nói một chút xíu trước khi tắt video là cái sản phẩm này tuy là viên kẹo nhưng chúng ta sẽ không phải là ăn lúc nào cũng được, mà sẽ sau khi bữa ăn chính của bé là buổi sáng hoặc là buổi trưa, sau cái bữa ăn chính của bé thì chúng ta sẽ cho bé ngay một viên mỗi ngày mọi người nha. Vì các vitamin trong đây á, nó sẽ kết hợp chung với lại những cái mà chất béo trong cái bữa ăn chính của bé, nó sẽ phát huy tác dụng tốt nhất có thể mọi người ha. Bye bye mọi người, hẹn mọi người vào video sau.